Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khai căn cả Phật pháp rộng sâu đắc diệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như là cái diệm màu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 2. Phẩm 2, 32, báu phát tâm. Bấy giờ, Hiền Già Xá Lợi Phất hỏi Bảo Nữ: "Hiện nay thân nữ đâu có thể tu pháp chí thành và hành luật nghi?" Bảo Nữ đáp: "Thưa Hiền Giả Xá Lợi Phất, pháp chí thành ấy không có ngôn từ, pháp ấy là nghĩa vô dục, chẳng thể tu đắc. Người giữ luật thì thân tâm tĩnh lặng, lại nữa vị ấy không thể bị sai sử, cũng không chỗ thọ nhận. Thưa Hiền Giả Xá Lợi Phất, pháp chí thành ấy là tướng diệt tận, tư pháp an nhiên, tướng luật giải thoát, liền bỏ sự tô điểm, vì vậy nên chẳng có ngôn từ, cũng chẳng thể nói." Thưa Hiền Giả Xá Lợi Phất, chí thành là pháp chân như, pháp không sai khác, bàn luận không hai, luật không tạo tác. Vì vậy nên không có chỗ thuyết giảng, cũng không ngôn từ, không thể khen ngợi. Hiền Giả Xá Lợi Phất lại hỏi Bảo Nữ: "Vật báu mà cô đang cầm là loại gì mà được gọi là báu?" Bảo Nữ thưa: "Bồ Tát dùng 32 việc hiện ra trước mắt để phát khởi tâm báu. Tất cả các thừa thanh văn duyên giác không thể bị kịp. Những gì là 32 việc? Có giúp tất cả các loài đều khiến hưng phát các tâm thông tuệ, không làm dứt giáo pháp Phật là phát tâm quý báu, giữ gìn giáo pháp là phát tâm quý báu, không đoạn mất lệnh thánh chúng là phát tâm quý báu, khuyến dẫn chúng sinh tạo an lập nơi cho báu vô tận của hiền đánh là phát tâm quý báu, dứt bỏ dục phiền não của chúng sinh, trừ các khổ não đau buồn hiện bày bi là phát tâm quý báu, tất cả sở hữu như châu ngọc khác lạ đều có thể bố thí, không hề tham tiếc chúng kể cả trong ngoài là phát tâm quý báu, tự giữ gìn giữa cấm, hành thiện thường cứu, giúp người hủy giới là phát tâm quý báu, tập hợp sức nhẫn nhục, hòa nhẹ an lành tinh tấn, khi các việc sân hận tranh cãi hòa hoạn phẫn nộ não hại tự đại oán cớ của chúng sinh đều tan hoại, chúng sinh nào dựa vào thế lực muốn gia hại thì làm cho họ phát khởi nhẫn nhục, giúp họ quán xét sức nhẫn nhục của đạo pháp là phát tâm quý báu, không kiếp không nhược cũng không lười nhác, ân cần bền vững bệnh viện không thoái chuyển. Đối với hành đại thừa có mệt mỏi tiêu hóa chúng sinh bè bạn biến trễ, làm cho họ tinh tấn là phát tâm quý báu, tạm ý chuyên tinh chỉ tu một hành ngay bằng với tiền định tám mũi chánh thọ, giáo hóa chúng sinh với chỗ hướng về sai khác, khiến ở trong cõi dục mà không nhiễm đắm, dùng phương tiện quyền xảo khiến liền bỏ trở về thiền định là phát tâm quý báu. Trí tuệ phân biệt phá tan các pháp tối tâm, biết đúng như thật không có sai khác, nhập vào nhất phẩm cảm ứng đến bậc tánh là phát tâm quý báu, tâm bình đẳng đối với tất cả, không hề gia hại, đạo không có nhiều, chỉ có một vị là các thông tuệ, tức là phát tâm quý báu, là các sự ràng buộc ngưng trệ, dùng tâm bình đẳng sẵn có đối với hữu vi vô vi, hữu hình vô hình, cũng không vô tích, chẳng lìa tĩnh lặng, tâm không lo sợ, khéo an trú nơi chân đế, ý không dao động, khổ vui không đổi, hộ trì quần sinh là phát tâm quý báu, xa lìa sợ hãi, đối với nghĩa lý thâm diệu, sau màu tương quan của 12 duyên khởi, không sợ hãi, thường hóa độ mọi người giác ngộ, siêu vượt, không bám lấy các kiến là phát tâm quý báu, tích lũy công đức không thấy đủ, tướng tốt gồm đủ là phát tâm quý báu, chỉ thường vui tốt muốn đạt chánh giác nên không xa rồi, luôn thấy chư Phật là phát tâm quý báu, cầu nghe giáo pháp, lãnh hội kinh điển, suy lượng nghĩa lý là phát tâm quý báu, như pháp đã nghe có thể giảng thuyết cho mọi người phát tâm vô lượng, làm hưng thành các pháp, không do thầy truyền là phát tâm quý báu, kiến lập chỗ hành, thấy người hủy giới, dùng ân cứu giúp là phát tâm quý báu, đối với bậc vô học và người mới học, không hề khinh mạng là phát tâm quý báu, sợ bỏ tâm cao ngạo tự đại, kiêu mạn tà vậy, khiêm tốn, nhu hòa, thọ giáo, tự hạ mình trước tất cả chúng sinh là phát tâm quý báu. Chí trụ nơi các căn vi diệu thông đạt, bỏ thừa thấp kém, tính ưa lạc đại thừa, tâm ngay tẳng hướng đạo là phát tâm quý báu. Lì việc của ma, trừ bỏ phiền não, thanh tịnh, trắng trong, không có uế, không tì vết, mọi thứ tham dục nhiễm ô cho đến sự ưa thích sở hữu đều vĩnh viễn đồi diệt, không hề biến trệ là phát tâm quý báu.
thường chuyên tinh, hành hóa an nhiên, giữ đức nhàn tĩnh, thân tâm vắng lặng, tu hành tịch diệt, không bị ô nhiễm. Đối với các thứ khổ nạn sanh tử, tâm hết sức xót thương là phát tâm quý báu. Như vậy, Bồ Tát bỏ tất cả sự an ổn của bản thân, nhờ là an ổn hàng trời người, khai hóa chúng sinh gặp khổ hoạn. Đối với các phiền não bất bách, tâm không mệt mỏi là phát tâm quý báu. Bậc Bồ Tát này ánh sáng trong lắng, nhưng có uy lực đạt pháp vô lậu, quán sự giải thoát như quán xét bàn tay mình, như muốn khiến không bỏ các việc sở hữu, tức là muốn đạt đầy đủ pháp của chư Phật mười phương, đó là phát tâm quý báu. Bồ Tát này quán các pháp vô thường, khổ không vô ngã, không thân như không nhàm chán, không nhiễm trần dục, chỉ ưa pháp đạo phẩm vô dục, đó là phát tâm quý báu. Bồ Tát này đối với tất cả pháp không vô tướng vô nguyện, không có chốn hành, nhưng dùng quán sát rõ chúng sinh, nên đối với các pháp không tạo tác chứng đắc, đó là phát tâm quý báu. Bồ Tát này thấy các nạn sợ hãi trong các cõi giống như lửa cháy đầu, nên luôn tinh tấn không thể tính đếm, trải qua vô số kiếp trong sinh tử, không hề phải bỏ các thông tuệ, đó là phát tâm quý báu. Bồ Tát ấy gần gũi với Phật đạo, dần dần tăng thêm hành nghiệp, nơi thân tu tập đạt tánh tuệ vi diệu. Khi hành giả không bỏ pháp lớn, ý vui tùy thuận nơi các chúng sinh khổ não, không ghét bỏ uế trược, không hề lùi chán, đó là phát tâm quý báu. Bồ Tát ấy khuyến hóa chúng sinh hết sức tinh cần, ôm ấp nghĩa đạo, chẳng chấp tha người, ý chí kiên cố đạt đến đại bi, đó là phát tâm quý báu. Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, đó là 32 việc phát tâm quý báu của Bồ Tát, được gọi là tâm báu vô tận đầy đủ cho báu của tất cả Bồ Tát. Khi ấy Thế Tôn khen ngợi Bảo Nữ: "Hay thay, hay thay, ngươi giảng nói hạnh Bồ Tát này rất thông suốt, vì đã phát tâm quý báu là được vào đạo." Lại nói: "Này Bảo Nữ, các chánh sĩ ấy có vô lượng công đức đáng khen ngợi, đó là phát đạo ý vô thượng chánh nhân. Vì sao? Vì chẳng phải là cái báu của hàng thanh văn, chẳng phải là cái báu của hàng chuyên giác, mà chính là cái báu của Phật đạo, cái báu của Bồ Tát. Hơn nữa, càng hơn phát cái báu của Phật đạo là nhân xuất sinh, sự hướng khởi phát tâm quý báu của hàng thanh văn chuyên giác, Bồ Tát thấy đều xuất sinh tất cả các báu." Phẩm 3 thông tỏ: "Khi ấy hiện giả sẽ là phát bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đấng Thiên Trung Thiên, thật chưa từng có, bảo nữ này có biện tài thương hỏi, phân biệt giả nói như trí tuệ thông minh là thấu đạt. Dễ vốn đã thấu đạt những gì mà có thể dễ nói thông suốt, điều cốt yếu như thế." Thế Tôn hỏi: "Thật sự suy nghĩ của hiền giả Xá Lợi Phất thì sao? Bảo nữ này chẳng phải do trí tuệ thông tỏ mà dễ nói các pháp yếu, chớ có khởi quán như thế. Vì bảo nữ này đã đạt được biện tài tâm sáng không gián đoạn, không gián không đoạn." Kế trường lạc Xá Lợi Phất hỏi bảo nữ: "Cô ưa thích nhận lãnh duyên theo phương tiện giải thoát và thông tuệ phân biệt chăng?" Bảo nữ đáp: "Tôi hiện giờ sẽ là phất tất cả các pháp đều nên diễn nói ứng hợp, đều quy về nơi chỗ hành tạo của thông tuệ." Tôi hiện giờ sẽ là phất ý của Bồ Tát phân biệt giảng nói là tuệ thông minh. Vì sao? Vì tóm thâu chỗ cốt yếu của tất cả các nghĩa nên phát tâm đạo, đó là đối với nghĩa thông tuệ, điều phục pháp giới bình đẳng nên phát tâm đạo, như thế gọi là tuệ của biện tài. Những điều đã nói ấy đều hướng về sự diệt trừ, đó là phân biệt rõ của tuệ biện tài diệt tận. Tất cả thuận theo diệu chỉ là tuệ thông sáng. Phát tâm này rồi tức đạt đến biện tài không dứt, không chướng ngại, đó gọi là trí tuệ của biện tài thông sáng. Bảo nữ lại bảo: "Tôi hiện giả Xá Lợi Phất, không có nghĩa về chỗ hành, không có nghĩa chấp trước, tâm trí là nghĩa lớn, thông tội đạt nghĩa, tuyệt khéo tư duy nghĩa pháp như huyễn. Người có tâm ấy tức là tâm thông đạt pháp sự, tâm hiểu rõ các pháp môn, đều có chỗ hướng về minh triết, không dựa nơi sáu tình, tôi không đắm vướng biện tài vô ngại. Người phân biệt thông tỏ tất cả nghĩa là phi nghĩa, thấy pháp như nhiên, nghĩa là tuận nhập, đó là nhờ vào âm thanh. Người biện tài ấy được mượn nói ngôn từ, gọi là Phật, không gì là không biết. Do pháp sinh nên chuyên theo đó để phân biệt pháp thích ứng. Người có biện tài là tự tài phân biệt pháp nghĩa, làm nghĩa. Pháp không theo ý mình mới là pháp, pháp ứng thuận mới là thuận, pháp biện tài mới là biện tài. Nghĩa vô sở hữu, nghĩa vô vi, nghĩa hợp hội là nghĩa thông sáng.
Pháp hợp hội là nghĩa nhất pháp vị. Thánh chúng toàn diệt mới là toàn diệt, có chỗ phân biệt mới là biện tài. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, đó là giảng nói chương cú của các pháp. Thường quán pháp này, đó là nghĩa thông sáng. Phần 4. Vấn Bạo Nữ. Bây giờ hiện giờ Xá Lợi Phất hỏi Thế Tôn, nhị bạo nữ này phát đạo ý chánh chân, vô thượng đến nay, đã lâu chưa ở chỗ Đức Phật nào mà phát tâm cầu đạt đại đạo? Và bảo Xá Lợi Phất, giờ đời lâu xa trong quá khứ, vô số kiếp chẳng thể tính biết. Bây giờ có vị Phật hiệu là Chư Vệ Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, là bậc minh hạnh thành thiện thể thế nhân giải, do thượng sĩ đã pháp ngự thế nhân sư Phật chúng hữu Thế Tôn. Thế giới ấy gọi là cõi Phật thanh tịnh, y phục thức ăn uống nhà ở lầu các vườn hoa đều như chúng Bồ Tát ở trời thứ tư đã đạo thuật. Vào thời Đức Phật ấy chỉ có thuần một tạng là chúng Bồ Tát. Gồm đến có 76 ức vị đều là bà công tái chuyển, cho đã các tổng trì biện tài hiện rõ. Phật nói với hiện giả Xá Lợi Phất, thời Duy Vệ Như Lai Chế Chân, có chuyện luân phương tên là Phước Báo Thanh Tịnh, làm chủ cả ngàn thế giới, có đàn cho báu không thể kể xiết. Nơi cung của chùa Phước Báo Thanh Tịnh có 84.000 phu nhân thể nữ, đều là ngọc nữ xinh đẹp ở trong nước. Nhà vua có ngàn người con đều là lực sĩ, sức mạnh có bạc. Nhà vua cúng dường cho đại thánh Duy Vệ tất cả thứ cần dùng trong 36 ước năm. Còn các Bồ Tát thì nhà vua dân cúng các thứ y phục, thức ăn chừa nằm, thuốc chữa bệnh. Hiện giờ Xá Lợi Phất thưa, bạch đại thánh Như Lai Duy Vệ ta bao nhiêu tuổi? Thế Tôn bảo, tuổi 10 trung kiếp. Vua Phước Báo Thanh Tịnh cúng dường Như Lai Duy Vệ không thể nói bày hết. Hoàng tử quyến thuộc họ hàng gồm 92 ức triệu ở trong cung dây quanh theo hầu vua, đi đến chùa Phật Duy Vệ đền lễ sát chân, dân cúng Thế Tôn Ngọc Minh Nguyệt vô giá, rồi dòng tay bạch Phật Duy Vệ, kính bạch đại thánh, những gì con hiện có đều cúng dường đầy đủ, có ai cúng dường Như Lai vượt hơn sự cúng dường này chăng? Phật bảo hiền già Xá Lợi Phất, Như Lai Duy Vệ đáp lời vua Phước Báo Thanh Tịnh, đại vương muốn biết có sự cúng dường nào khác tôn quý hơn hết, không gì sánh bằng mà vua chưa thực hiện phải không? Có một thứ cúng dường vượt hơn vật vua đã cúng dường ở trước gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp ức trên cả ức vạn lần. Vua hỏi thứ gì? Như Lai Duy Vệ biết rõ tâm của vị đại vương kia nghĩ, liền nói kệ. Ức ngàn các cõi Phật, vô số như hàng xa, đến trăm ngàn ức kiếp, tiêu cho báu đầy khắp, để cúng dường Như Lai. Phước đức ấy dồn lại, chẳng bằng thương chúng sinh mà phát khởi đạo ý, phụng sự ngàn ức Phật, số nhiều như hàng xa. Cũng vô số ức kiếp giống như các sông hàng, lòng từ Phật hơn hết, bảy bước là thù thắng, cúng dường cho Phật ấy là tôn quý vô thượng, cúng dường này siêu vượt, dài thượng nhẫn vô lượng, tinh tấn này kiên cường, tuệ định ý không động, người phát đạo ý ấy, chí nguyện hướng đạo sư, phước ấy là vô hạn, cho nhóm không thể hết. Tiếng tốt được truyền xa, quyến thuộc đông vui đẹp. Giàu của báu uy lực, tâm niệm luôn an lành, làm chuyển luôn thánh vương, thế lực như đế phạm. Nếu chư tánh hoan hỷ, các thông tuệ đều đạt, tiêu trừ các đường ác, đều không sợ tám nạn, đạo thanh tịnh lợi lạc, thường ở chốn trời người. Nếu người kiến lập chí, đạo vô thượng địa cấu, các căn luôn thấu tỏ, thánh thông không bế tắc, gặp chư Phật phụng sự để lắng nghe kinh điển, chuyên cầu trí tuệ thánh, thường biết khởi đạo tâm, ta không hề nghi kết, thường chất được lìa nịnh, thương xót giúp chúng sinh, đạo ý chí nguyện ấy chẳng ưa các dục lạc, chí chỉ thích pháp lạc, suốt đời không tham chấp như hoa sen trong nước, không chán tuệ phước đức, chỉ cầu độ vô cực, phát đạo tâm như thế, ai chẳng lập đại đạo. Nên dùng ngọn đuốc lớn chiếu giúp các quần sinh là minh sơ tối thượng. Đạo sơ của chúng sinh là tối thượng ở đời, cho thuốc trừ các bệnh, ngài kiến lập đạo ý, vô lượng, vô tận ức. Đức Phật bảo hiện giả Xá Lợi Phất, vua Phước Báo Thanh Tịnh nghe Như Lai Duy Vệ tán thán về công đức của sự phát khởi, phát đạo ý là không thể hạn lượng, nên vô cùng hoan hỷ bị phát khởi đạo ý chánh chân vô thượng. Khi ở nhà vua về thái tử trăm quan, quần thần trong cung và các tiểu dương quyến thuộc cùng đi với mình nói kệ tụng, nơi đây kiến lập
Đạo ý tối tôn, phát khởi tâm từ thương xót chúng sinh, nên muốn được ta cung kính tôn trọng, thì phát đạo ý khi được kiên cố của nguồn sinh tử mà không thể biết, ngồi làm việc quấy đọa vào khổ não, cần mẫn tinh tấn chỉ giữ Phật đạo, chỉ vì chúng sinh làm lành thương xót, để được tham ích trí tuệ biện tài, cúng dường đầy đủ bậc thánh như thế, Đức Phật duy vệ đấng không tả lượng. Vì tâm thông tuệ chuẩn hành như vậy, muốn cho trời người được sự an ổn, để thích phạm thiên chuyển luân thánh vương, an ổn hữu vi, diệu lạc vô vi, thì phải tu hành theo đạo ý này. Tư duy giữ định chẳng thể hạn lượng, vượt qua bờ kia đạo cũng như thế, trí tuệ thánh thông chỗ nào chẳng đạt, các nhất thiết trí chỗ hành như thế, mười lực chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, bốn vô sở ý như nơi sẵn có, pháp của chư Phật rộng lớn vô biên, từ tâm thanh tịnh nó có thể đạt, và sự muốn động ất ngàn cõi nước, âm thanh vang khắp thể đều nghe biết, tu hành thanh tịnh lớn rộng không dơ, có người thông đạt. Sẽ phát đạo ý tức với mười lực cung kính làm theo thì cho Như Lai thể đều khen ngợi, vì các chúng sinh là bạn không mời. Có người thông tuệ sẽ phát đạo ý và sự Phật đạo hiện tuệ vô tưởng, nó công đức ấy do số ức kiếp đạo ý của Phật công đức hiện có, không thể cùng tận, không thể hạn lượng. Bây giờ đại vương phước báo thanh tịnh vừa nói kệ này xong, có 92 triệu na do tha dân chúng và ngàn người con ở hậu cung của vua đều phát đạo ý chánh chân vô thượng, tại thiên đại thiên thế giới hiện đủ thứ sáu thứ chấn động, 14 vị ức vị trời nếu bày sự kiến trợ cho việc phát tâm cầu đạt đại đạo. Sau đó chủ luân thánh vương ấy đem qua thời ức 10 ức 5 cung kính cúng dường đấng Như Lai duy vệ, bố thí cho tất cả được an lành, tịnh tu phạm hạnh, giới luật thanh tịnh, thường nghe Như Lai thuyết kinh điển. Hàng quyến thuộc cũng đều đến tu tịnh lãnh thọ giáo pháp, vua bèn lập trưởng tử làm quốc chủ, rồi xuống tóc xuất gia, rời nhà tu đạo hành hạnh sa môn. Làm sa môn rồi thì mặc bốn chương cố vô tận, lần lượt khen ngợi tán dương chỗ hướng cầu, những gì là bốn, đó là chương cố chí thành, chương cố pháp điển, chương cố diệu nghị, chương cố luật lệnh. Nhà vua xuất gia học đạo như vậy, về sau suốt ngàn ức năm luôn hội nhập phương tiện thiện xảo ở nơi ngàn thế giới, dùng thân mũi chánh thọ để độ thoát chúng sinh và làm sa môn ở chỗ Như Lai như vậy. Phật bảo hiền giả sở lợi Phật, nên biết chuyện luân thánh vương phước đất thanh tịnh lúc bấy giờ đâu phải người nào khác mà chính là bảo nữ. Bảo nữ này ở chỗ Đức Phật duy vệ đã phát khởi ý đạo chánh chân vô thượng. Hiện giờ sẽ là phát hỏi Thế Tôn, vì tội chướng gì mà tọa thân nữ nhân? Phật bảo sẽ lại Phật, Bồ Tát đại sĩ không vì tội chướng mà tọa thân nữ. Vì sao? Vì Bồ Tát đại sĩ dùng tuệ thần thông theo phương tiện thiện xảo thánh minh hiện thân nữ nhân để giáo hóa quần sinh. Theo ý của hiền giả sẽ lợi Phất thì sao? Bảo nữ này là nữ nhân chăng? Chớ nghĩ tưởng như thế. Nương nơi diệu luật thánh thông mà có sự biến hóa, đó là chân Bồ Tát. Nên khởi quán như thế này, thì không có pháp nam, thì không có pháp nữ. Đầy đủ tất cả các pháp yếu, thì không đến không đi. Bảo nữ này ở cõi diêm phù đề giáo hóa, truyền trao cho 92.000 các chúng đồng nữ, đều phát đạo ý chánh chân, vô thượng. Khi ấy bảo nữ nói với hiền giả Xá Lợi Phất, thưa trưởng lão đâu có thể hiện thân nữ để nói pháp cho chúng sinh. Hiền giả Xá Lợi Phất nói, cho tôi hiện giờ không ưa thích thân nam, huống là trở lại thọ thân nữ. Bảo nữ nói, thầy đã chán ghét thân ế trụ của mình rồi sao? Đáp, thật nhàm chán. Bảo nữ nói, vì vậy Bồ Tát sẽ vượt tất cả chủng loại chúng sinh mà không có bạn nữ. Hiện giả Xá Lợi Phất hỏi, vì sao? Bảo nữ đáp, thưa hiện giả Xá Lợi Phất, ngôi nhà của hàng thanh văn là nơi ô uế đáng chán, nhưng các Bồ Tát không cho là hoạn nạn. Nhà thanh văn có những chỗ nào là uế thực đáng chán? Đó là năm ấm, bốn đại, sáu nhập là hoạn nạn của thanh văn, nhưng Bồ Tát nắm giữ các hình của năm ấm, bốn đại, sáu nhập, không cho đó là hoạn nạn. Thanh văn nhàm chán sự sống xoay vần mà tọa nhận mọi thứ tôi ta,
Còn Bồ Tát không nhàm chán việc thọ thân để độ sinh. Các chúng thanh văn ghét việc thọ sinh tử, còn Bồ Tát thì đi vào vô lượng, nên sinh tử đầu cuối không hề không chán ghét, không chán ghét. Thanh văn chán ghét các khổ hạnh phát sinh, còn Bồ Tát thì không như thế. Thanh văn chán bỏ việc làm công đức, Bồ Tát tích lũy các công đức không thấy đủ, cũng không cho là hoạn nạn. Thanh văn chán ghét chúng hội Bồ Tát, khai khai hóa nhiều người, chẳng đề khó khăn trở ngại. Thanh văn chán ghét thôn xóm, làng xã, quận huyện, đất nước. Bồ Tát thì giao khắp thôn xóm, làng xã, quận huyện, đất nước để giáo hóa không chán ghét. Thanh văn thì nhòm tẩm thân mình đầy những phiền não, còn Bồ Tát thì không chán bỏ tất cả ái dục phiền não của chúng sinh. Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, nhà của thanh văn là nơi ô uế đáng chán, nhưng các Bồ Tát đại sĩ không cho là hoạn nạn. Phẩm năm tám lực. Ghé hiền giả Xá Lợi Phất hỏi bạn nữ, Bồ Tát đại sĩ đang phải oai lực nào mà không chán bỏ? Bạn nữ đáp, thưa hiền giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát có tám lực nên không hề nhàm chán. Những gì là tám? Một, lực từ không bị gia hại ai, không gia hại ai. Hai, lực bi không bỏ quần sinh. Ba, lực hòa tánh không phân biệt hạng thấp kém. Bốn, lực tuệ lìa giác các phiền não. Năm, lực quyền biến, tâm không chán nản. Sáu, lực đức làm mà không chấp trước. Bảy, lực thánh nên luôn sáng suốt. Tám, lực tấn chí nguyện luôn vươn lên. Đó là tám lực, là lực đạo đức, là Bồ Tát luôn kiến lập trọn vẹn, không hề chán nản. Rồi là Xá Lợi Phất hỏi bạo nữ, cô há có đủ các lực như thế chăng, và có thể bình đẳng đi đến trọn vẹn chăng? Bạo nữ đáp, hoặc dùng bình đẳng mà trụ nơi bình đẳng, nếu có thể hành bình đẳng như thế thì không hề dụng lực, cũng không hề yếu đuối. Cái bình đẳng ấy, nó không có là cũng chẳng không, không phải là không chỗ tạo, không tạo nẻo hành, như vậy gọi là bình đẳng. Bình đẳng như hư không, tất cả các pháp cũng như hư không. Chỗ như hư không đó thì không hư không, không hư thì gọi là tịch tỉnh, không ngôn tuyết. Giống như chốn đồng rộng trống vắng, tất cả các pháp cũng giống như thế. Giống như hư không rỗng lặng, không hình, cũng không ngôn từ diễn đạt được. Bình đẳng như thế thì không yếu đuối, cũng không có sức mạnh. Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát yếu đuối tức là có sức mạnh. Vì sao? Giả sử nếu người cho ái dục phiền não là yếu đuối thì là lấy trí tuệ làm sức mạnh. Nếu cho sân tham là yếu đuối thì lấy bố thí để đạt đến sức mạnh. Nếu cho phạm giới là yếu đuối thì lấy giới cấm làm sức mạnh. Nếu cho sân hận là yếu đuối thì lấy nhẫn nhục làm sức mạnh. Nếu cho biết nhất là yếu đuối thì lấy tinh tấn làm sức mạnh. Nếu cho loạn ý là yếu đuối thì lấy thiền định làm sức mạnh. Nếu cho tà trí là yếu đuối thì lấy chánh trí làm sức mạnh. Tất cả pháp này, giả sử Bồ Tát đối với đức bất thiện mà yếu đuối thì dùng gốc đức gốc làm sức mạnh. Khi ấy Thế Tôn khen ngợi bạo nữ, hay thay hay thay. Nếu ai có ai muốn giả nói thì nó nói như thế. Khi Phật nói lời ấy, có 500 Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn. Phẩm 6, 10 loại lực. Bây giờ bạn nữ bạch Phật, gọi là 10 lực của Như Lai thì dùng những lực nào để thành tựu được 10 lực? Phật bà bạn nữ, nếu khiến cho Bồ Tát hành đạo Bồ Tát, chứ thần trở lại thành lập thừa thấp hơn, thì chẳng bao giờ khởi tạo nghiệp bất thiện. Dễ dùng sức kiên cố này để theo đó đi đến đạo tràng. Bạn nữ lại hỏi, 10 lực là gì? Phật bảo bạn nữ, lực đạt xứ xứ vì đâu đâu cũng có lực. Xét kỹ thì nhận biết hữu hạn hay vô hạn. Xét kỹ thì nhận biết như thật. Này bạo nữ, Như Lai với trí lực nhận biết về xứ vì xứ hữu hạn hay vô hạn. Xét kỹ thì biết như thật. Đó là lực thứ nhất của Như Lai. Như Lai dùng lực này ở giữa hội chúng gầm tiếng gầm của sư tử, chỉ pháp luân thanh tịnh, biết rõ điều gốc yếu mà không chấp trước. Uy đức nổi bật của các sa môn phạm chí, trời rồng, ma vương, phạm thiên, người đời đều không thể sánh, vì thường như pháp. Lại nữa bảo nữ,
Hành Đạo Bồ Tát muốn khiến cho quả báo về tội phước còn sót lại là chưa từng có, dễ nhờ vào năng lực tu tu mà thành Phật đạo đối với tội phước ở quá khứ, tương lai, hiện tại đều biết căn nguyên của nó. Giả sử Như Lai muốn biết tội phước báo ứng cho đến của việc thiện ác ở quá khứ, vị lai, hiện tại thì sắc kỵ sẽ biết như thật. Đó là lực thứ hai của Như Lai. Lực của Như Lai ấy ở trong chúng hội gầm tiếng gầm của sư tử, chỉ pháp luân thanh tịnh giảng giải chú không chấp trước, uy đức nổi bật của các hàng sa môn phạm chí rồi trồng ma vương phạm thiên, người đều không thể sánh kịp. Lại nữa, bảo nữ Hành Đạo Bồ Tát quán xét căn cơ của chúng sinh ở thuyết pháp, biết rõ nguồn cội để độ thoát họ. Nếu để thích ứng với căn cơ của các chúng sinh, dùng đầy đủ việc ấy để thành tựu Phật quả, thì vì các chúng sinh dùng căn tinh tấn, biết rõ quần sinh, sẽ kỵ sẽ biết như thật. Này bảo nữ, Như Lai hiện biết rõ căn cơ của chúng sinh, đã gầm lên tiếng gầm của sư tử, đó là lực ứng hợp với pháp thứ ba của Như Lai. Lại nữa bảo nữ, Hàng Đạo Bồ Tát vào trong cảnh giới người vật của chúng sinh, tùy theo sự ý thức của muôn loài mà thiết lập sự ứng ứng như thế. Nhờ sự rốt ráo nhập vào cảnh giới ấy, thành Phật quả mà hiểu rõ về vô số hình tướng, vô lượng chủng loại trong thế gian. Nếu Như Lai vào cảnh giới chúng sinh, tùy theo sự tình ưa của họ mà bảo bày dẫn dắt, đó là lực thứ tư của Như Lai, thích ứng với pháp. Lại nữa này bạo nữ, Hành Đạo Bồ Tát nói các loài chúng sinh chỉ muốn giải thoát, thì dựa vào niềm tin của họ mà khuyên bảo, cứu giúp, tiền cầu, tuệ kiến. Thấy niềm tin như thế mà không ghét bỏ, thì họ sẽ dùng niềm tin về diệu lực giải thoát trọn vẹn để thành Phật quả. Nhưng muốn biết về bao nhiêu niềm tin, vô lượng sự ưa thích của quần sinh, thì xét kỹ sẽ nhận biết như thật. Này bạo nữ, nếu Như Lai biết rõ về các tiên nhân, chúng sinh, có bao nhiêu niềm tin, do lượng sự ưa thích thì xét kỹ sẽ biết như thật, đó là lực thứ năm của Như Lai. Như Lai với lực ấy ở trong chúng gầm tiếng gầm của sư tử, đức nổi bật của hàng sa môn phạm chí rồi rồng ma vương phạm thiên đã không thể sánh bằng. Là nữ bảo nữ Hành Đạo Bồ Tát làm hiện phát trí tuệ thấu đạt tất cả các pháp hữu vi vô vi, hữu hình vô hình, cầu thừa thanh văn, thừa chỉ giác hoặc đại thừa. Vì ấy dùng đầy đủ sức của trí tuệ ấy để thành độ Phật đạo, tất cả đều nhập vào trí tuệ cứu cánh, xét kỹ sẽ biết như thật. Này bảo nữ, nếu Như Lai nhập vào hết các tuệ thì tốt đạt tất cả, xét kỹ sẽ biết như thật, một mình đi vào trong chúng gầm tiếng gầm của sư tử, các loài đất vời vời trong thế gian trên cõi trời đều không thể sánh, thường thích ứng như pháp, đó là lực thứ sáu của Như Lai. Lại nữa bảo nữ Hành Đạo Bồ Tát, nếu chưa bỏ mất gốc đức nơi tổ xưa và chẳng buông lung vượt qua bản nguyện, vì ấy dùng đức gốc đức lâu xa này không khiến lực bị quên mất, đầy đủ rốt ráo thành Phật đạo, tâm nhớ nghĩ sự việc nơi vô số kiếp quá khứ, xét kỹ sẽ nhận biết như thật. Này bảo nữ, nếu Như Lai muốn biết các sự việc lâu xa vô lượng không thể kể xiết của mình và của chúng sinh, thì đều tưởng niệm và biết rõ như thật. Nó ở trong đại chúng gầm tiếng gầm của sư tử, đó là lực thứ bảy của Như Lai. Các hàng sa môn phạm chí rồi đồng ma vương phạm thiên đều chẳng thể bị kịp, vì thường thích ứng như pháp. Lại nữa bảo nữ Hành Đạo Bồ Tát dân tu thiền định tam muội chánh thọ, tâm không sinh khởi để ái dục phiền não, điều hòa nhu thuận, vì ấy dùng sức nhu hòa này một cách đầy đủ để thành tựu Phật đạo, hiểu rõ tất cả các hành của phiền não, cách xử và các môn thiền tư giải thoát, định ý chánh thọ của chúng sinh, tất cả đều nhận biết như thật. Này bảo nữ, nếu Như Lai thấu tỏ tất cả các môn thiền tư giải thoát, tam muội chánh thọ, phiền não cách xử của chúng sinh đều nhận biết đúng như thật, đó là lực thứ tám của Như Lai. Nên ở trong đại chúng gầm tiếng gầm của sư tử, đức nổi bật của các hàng sa môn phạm chí, trời rồng ma vương phạm thiên đều không thể sánh bằng. Lại nữa bảo nữ Hành Đạo Bồ Tát chưa từng che lấp công đức công hạnh của chúng sinh, không khinh người chưa học, không xem thường người không bằng mình, để đến sự sáng tỏ soi chiếu khắp chúng sinh, dễ dùng ánh sáng rộng lớn của cánh này mà thành tựu Phật đạo, dễ thiên nhã nhìn thấu rõ nên nhận biết như thật.
Này bạo nữ nếu đạo nhãn của Như Lai chí chân thấu suốt, không có gì là không trông thấy, thì đó là lực tứ chính của Như Lai. Nên một mình vào trong đại chúng, gầm tiếng gầm của sư tử, đức sáng của hàng sa môn phạm chí, rồi động bà vương phạm thiên đều không thể bị kịp. Là nữ bạo nữ, hành hạ Bồ Tát, không đưa chúng sinh đến pháp hữu lậu, mà vì chúng sinh nói pháp lậu tận, không trưởng dưỡng các lậu, dùng đạo vô lậu để cứu độ chúng sinh, cho đó đường chánh xuất thần tính vô lậu của mình, và người đều đầy đủ rốt ráo thành Phật đạo, thấu đạt tất cả trí tuệ, dứt hết các lậu, sẽ kỹ thì sẽ biết rõ như thật. Này bạo nữ, Như Lai có trí tuệ biết diệt hết các lậu, mở bày tất cả trí tuệ vô lậu, đó là lực thứ 10 của Như Lai. Như Lai dùng lực chân chánh này vào trong chúng hội, gầm tiếng gầm của sư tử, chuyển pháp luân thanh tịnh, tháo rỡ chỗ không chấp trước, các hàng sa môn phạm chí, đời rồng ma vương phạm thiên, người đời đều không thể sánh. Này bạo nữ, đó là 10 lực của Như Lai. Như Lai dùng 10 lực, loại lực này để thành tựu trọn vẹn nên được gọi là chánh giác. Giả sử Bồ Tát được nghe lực này thì dùng 10 lực của Bồ Tát để thành tựu 10 lực của Như Lai. Phẩm bài bốn điều không sợ. Bồ nữ bạch Phật gọi là Như Lai Chí Tôn, với 4 vô sở ý và 18 pháp bất cộng. Bồ Tát ấy tu hành hạnh gì để đạt 4 điều không sợ và 18 pháp bất cộng của chư Phật? Thế Tôn bảo bạo nữ, hành đạo Bồ Tát đối với Pháp chưa từng trái mất giáo lệnh của Thầy. Hiểu biết việc đó, tôi đem tâm bình đẳng thương xót chúng sinh, để tất cả mọi thứ sự bố thí mà không hối tiếc. Bình đẳng phụng hành Pháp, quán sát chỗ quay về, không giấy tưởng loạn động, vì xa lìa các nẻo chấp trước. Vừa thành Phật đạo, liền gầm tiếng gầm của sư tử, ta đã thành tựu sự giác ngộ bình đẳng. Các ngươi nên biết, ta đã thấu rõ pháp này, không gì là không thông đạt. Giả sử có hàng sa môn phạm chí, rồi rộng quỷ thần ma vương phạm thiên, và người đời đều không thể nhìn thấy điềm lành ứng hiện do oai quang với diệu rộng lớn của Như Lai, là không thể thấy công đức ứng hiện, rồi muốn tìm các điểm của Phật hoàn toàn không thấy, và dám khởi ý tự nghĩ. Phật dặn cho đất chánh đẳng, chánh giác bình đẳng. Nếu có nói vậy, Phật cũng không sợ hãi mà hành vô sở ý, một mình bước vào đại chúng, gầm tiếng gầm của sư tử, chỉ pháp luân thanh tịnh, chứ không trước vào đâu. Đức sáng của các sa môn phạm chí, rồi đồng quỷ thần ma vương phạm thiên, người đời không thể sánh kịp, đó là điều không sợ thứ nhất của Như Lai. Lại nữa bạo nữ, hành đạo Bồ Tát biết hành riêng pháp nội và pháp nội ngoại, là hiểu rõ pháp chướng ngại, cũng không hành theo pháp thoái chuyển, cũng không tuần theo, cũng không tự hành, không dùng để dạy người, cũng không đeo bày, để các chướng ngại đều trừ bỏ, thành tựu Phật đạo, gầm lên tiếng gầm của sư tử, vì không nhìn thấy hàng sa môn phạm chí, rồi đồng quỷ thần ma vương phạm thiên và thế nhân mà tranh cãi. Cho Như Lai giảng nói pháp chướng ngại khiến người thực hành tuy có lời nói ấy, nhưng không vì thế mà sợ hãi, thực hành điều không sợ, chỉ pháp luân rộng lớn ở trong đại chúng, gầm tiếng gầm của sư tử, đó là điều không sợ thứ hai của Như Lai. Là nữ bảo nữ, hành đạo Bồ Tát thường làm theo pháp thanh tịnh, không tranh cãi về sự giảng thuyết kinh điển, làm trong sạch tất cả loài chúng sinh, hiện lại thiền tài hướng về công đức siêu vượt khác thường, vô sở gánh nặng đối đạo vô di để được giàu khắp, trừ sạch kết hận và từ tích lũy hại nghiệp vô vi, và khuyến hóa tất cả chúng sinh thành tựu Phật đạo, gồm tiếng gầm của sư tử, ta vì trừ sạch các thứ kết kiết hận mà giảng thuyết giáo pháp, tu theo hạnh này đều được nghiêm tịnh, vĩnh viễn không nhìn thấy hàng sa môn phạm chí, rồi đồng quỷ thần ma vương phạm thiên và thế nhân để tranh cãi lý lẽ. Cho Như Lai giảng thuyết pháp kết hận, tôi có nói như thế nhưng không vì vậy mà sợ hãi, luôn hành điều không sợ, chuyển pháp luân lớn ở trong đại chúng, gầm tiếng gầm của sư tử, đó là điều không sợ thứ ba của Như Lai. Lại nữa bào nữ, hành đạo Bồ Tát chưa từng bị lún sâu vào sự kiêu mạn, là ta có chỗ hiểu biết, ta có kiến giải mà người khác không biết không thấy, chí phải thường khiêm tốn, không tự đại, biết rõ các việc, không vướng nơi hành ác, theo pháp này đầy đủ, thành tựu Phật đạo, gầm tiếng gầm của sư tử. Nên biết ta do hết các lậu,
nên đã dứt trừ mọi nỗi lo sợ về sinh tử, là về chúng sinh, rộng nói kinh điển, diệt trừ phiền não, và vì không nhìn thấy hàng sa môn phạm chí, rồi đồng quỷ thần, ma vương phạm thiên và thế nhân tranh cãi lý lẽ, cho Như Lai giảng thuyết là chưa dứt trừ các lậu, nay các lậu chưa hết. Tuy có nói vậy, nhưng không vì đó mà sợ hãi. Luân hành vô sở ý, chuyện pháp luân lớn, ở trong đại chúng gầm tiếng gầm của sư tử, đó là điều không sợ theo tư của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 2. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.